AM để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay trên Radio Sài Gòn Radio. Sau đây xin kính mời các khán giả tham dự góp tiếng hát với chương trình Một giờ vui hát do Phạm Minh phụ trách qua tiếng đàn của ca nhạc sĩ Phương Vũ. Không có cô, không nghe gì hết. Chưa, anh chưa nói là chưa. Chưa nghe. Nghe chưa ha? Rất rõ, nghe lớn lắm. Ủa sao sao mình không nghe ta? Dạ. Kỳ vậy? Chắc là phải không như nói được cho người ta nghe chứ đâu nói được cho mình nghe đâu. Không, nhưng mà mình không nghe mình không trô được. Chắc là nghe phần khác. Ủa sao nãy mới nghe to lắm à? Dạ. Chương trình hôm nay được sự bảo trợ của cơ sở thương mại nào thưa Phạm Minh? Dạ, hôm nay chúng ta được sự bảo trợ của công ty TV Food, nhà hàng Thế Rân. Ca nhạc sĩ Phương Vũ là 714-539-8165. Mỗi lần chị đi nói xin thoại cho anh thì anh lại cười là sao vậy? Không như là fail. Tại sao? Không như là mắc cỡ, mắc cỡ, mắc cỡ. Mắc cỡ chứ mà là... Mình được giới thiệu thì vui quá, cười tét miệng. Đôi khi... Khép miệng hay là tét miệng anh? Cười không khép miệng được. Không khép miệng. Không kêu tới tên mình vui hay không được tùy. Bởi đảo đó, mấy người mà bị loại đó, không có được đi định cư đó, kêu tên đâu, buồn lắm đâu, cười đó. Mặt bí sĩ như anh giờ vậy đó. Đã có khán giả chờ rồi, xin mời tiếng hát đầu tiên. Hello. Hello. Dạ, quý danh của anh. Dạ, chào cô Julie, chào anh Vũ và chào anh Minh. Dạ, chào anh. Nghe giọng không quen. Anh Hùng phải không ạ? Anh tôi tên là Du. Anh Du, ok rồi. Anh Du, 4 số điện thoại cuối 0105. Dạ, bài ca và tác giả, thưa anh Du. À, bài ca là Cảm ơn của Trịnh Lâm Ngân. Cửa Trịnh Lâm Ngân, xin kính mời anh Du. Dạ. Này là cánh thư, nhìn nhìn đẹp chữ, cô em học trò. Này là bánh phu, mẹ già phù cây gối rời cho con. Này là áo nén, bóng đen thấu em ôi em đau. Nay em rời ta tới chiến trường, làm chung tình hậu phương thương mến. Mời đọc hoa thơ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một thời để mất nhau vài giờ. Bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua, bàn tay làm sao giữ một thời hiểu thiết tha. Mãn ơn em trao tình một lần là kỷ niệm dù không đầm ấm. Mãn ơn em đau khổ thật đầy là nắng vàng dù nhốt trong mây. Mãn ơn chết cho cuộc đời ta em vài vạn ngày mưa cùng gió lũ trong cơn đau một vùng nhang khói kết ra về một cõi. Tiếng hát tiếp theo. Hello. Vâng. Dạ, cảm ơn cô. Thăm chị. Em tên là Lan Sài Gòn. Dạ, chị Lan Sài Gòn. Hát bài Niềm Thương Nỗi Nhớ của nhạc sĩ Vũ Đức Hạnh. Dạ. Có bài. Bắt đầu hát chết rồi. Dạ. Mùa thu bao yêu lại về, nhớ miền quê mẹ mà tê tái lòng. Dù cho cách chờ núi sâu, tình thương cha mẹ vẫn không đổi rời. Con đi đất khách quê người, phương trời xa lạ sẽ rơi âm thầm. Nhớ công cha mẹ sinh thành, nuôi con khó nhọc đến ngày lớn khôn. Con đi sương gió dàn dày, mẹ cha mong đợi tháng ngày heo hon. Mùa thu vang tiếng kinh cầu, dòng lời kinh hiếu về miền cội xưa. Lan lại để thêm cả tiếng piano vô nữa, thành ra cái chương trình nó không mình phải chỉ sợi dây, những sợi dây gắn vô nữa chưa, mới có tiền mua. Anh Julie hôm qua Julie có nghe lại chương trình, Julie thấy rất là không phải là original chương trình, tại vì chỉ để cái tiếng nhạc mà đệm của piano vô tiếng đàn của anh, thành ra cái tiếng piano đó nó cái tông khác. Cái tiếng đàn của anh tông khác mà khán giả lại hát, rồi xong rồi có tiếng phone chỉ nói chuyện. Có tiếng còi xe nó sao? Còi xe rồi tiếng nít nhiêu khóc, nít khóc rồi. Mười mấy đứa khóc rồi. Không biết mấy đứa con mà nhiều đứa nít khóc. Nếu mà chị Lan muốn post lên chương trình original đó thì chị Lan cần phải có cái sợi dây mình chỉ rồi. Dạ, chỉ đi mua sợi dây rồi mới mua chưa? Dạ, dạ. Còn có tiếng chồng rầy nữa. Dạ, có. Cho mình nhậu về rầy, nó tại sao còn lên Facebook hoài. Dạ, đang chờ. Hello. Hello, dạ, xin chào các anh chị trong đài. Dạ. Em là Kiều. Kiều, chị Kiều, cảm ơn chị Kiều. Bài ca và tác giả thì chị Kiều. Dạ, em xin ca bài Tình Cha của Ngọc Sơn. Dạ, Tình Cha Ngọc Sơn. Mời chị ạ. Dạ. Tình cha ấm áp như dòng thác. Anh xin hát lại. Dạ.
Dạ, xin lỗi, xin lắp bắt lại nha. Dạ, 1, 2, 3. Tình cha ấm áp như vần thái hương, ngọt ngào như sông nước trôi đồng nguồn. Một đời vì con săn ăn, ân tình đang có bao nhiêu. Cha ơi, cha già sống yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có vai trong lòng, nhớ hoài vui thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Và nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lời. Và cha nằm ôm con, sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con. Và cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi cha, bao giờ dối gian, nghèo thì cho sách, sách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi dấu trong tim. Cha ơi, cha già sống yêu, đất. Wow. Xin cảm ơn chị Kiều. Nghe chị Kiều chứ nói tiếng Bắc mình giật mình. Dạ. Nói Bắc Tông á, dạ. Mình giật mình. Từ xưa ở Cần Thơ đó, vụ ở cái hẻm nhỏ nhỏ, ngang nhà là cái ông đó, là tướng đại cải tạo tên Âu Giang. Mấy đứa con cũng nó mời lệnh chạy qua cái chú rủi ví dụ. Bắt nhạc nghe, mình lại chọc mình. Tức là mở ra vô đó. À đúng rồi, nhưng mà mình mới nói, muốn là con công an thì mở miệng rồi là bắt không. Okay. Hay chồng quê, nó chồng. Nếu mà chuyện này anh kể cho ngày thứ sáu là được giải nhất cho coi. Dạ. Yeah. Oh, chuyện có tiệp đó, chuyện có tiệp. Dạ. Hôm nọ có một thính giả tặng phần quà của cô lại trên Phượng Vũ, anh Phạm Minh có nhớ không? Lo Sài Gòn đó. Dạ. Nãy đó. Dạ. Ừ. Quà như vậy. Hình như là TV Food. Mấy trăm đồng đó không? Mấy trăm đồng tiền của mình. Bên kia này phải chạy. Cảm ơn thính giả đang chờ. Nghe bắt tiếp cái giải khác đi. Dạ. Chuẩn bị bắt, bắt chuẩn bị bắt tiếp thính giả nha. Hello. Hello. Dạ, cảm ơn anh chờ anh đừng dây điện thoại. Xin được biết tên nè. Tôi tên là Hiếu Lê. Hiếu Lê, bài ca và tác giả thì anh Hiếu Lê. À, số phone đi 9478. Dạ, cảm ơn anh. À, để hòa đồng đạo hòa đời thì xin hát của bản thánh ca được không? Dạ được, à, miễn dạ. Là có tòa Phật tạ ơn là được. Dạ, thế được. Dạ, xin mời anh Hiếu. Được hả? Dạ, được, à, mời anh ạ. Cảm ơn, tôi xin hát bài Con chỉ là tạo vật của Nguyễn Nhi. Yeah. Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật Chúa thần gia sàm nàng. Mà giận Chúa đâu, rồi mà giận Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái sức mòn hèn, dòng sông cả mấy câu có là mấy đâu, giữa đường này không nhỏ bé biết mà dâng hiến. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu thôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiến thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình. Hàng năm con người đã đủ làm hy sinh. Con xin dâng lên chính là chiến thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình. Hàng năm con người đã đủ làm. Xin cảm ơn chú Hiếu Lê. Đừng
cái bài này, làm cái bài này rất mình nó dòm vui vui. Tội nghiệp thế mà không biết tội nghiệp nữa. Tội nghiệp anh hờ, tội nghiệp... Không tội nghiệp không đúng. Dạ. Tại gánh tội tình đó. Gánh cái bài này muốn chết luôn. Quần cả hai giai. Quần cả hai giai. Muốn đúng gánh tính giá. Thưa các thính giả, xin quý vị kiên nhẫn chờ đợi trên đường dây điện thoại chương trình 1 giờ vui hát.